Đêm nay mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong đời hiện nay. Itmani athasika padani uposatha sila vase na iman charatting iman chadiva sangsa thukang katoang appamade na samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi tỏ trì tam quy và bắt quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ra nguyên giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Si lê na su ca tinh yon ti, si lê na phu ca sâm bát đai, si lê na ni pu tinh yon ti ta smai, si lăng vị sô tha ye. Các chúng sanh để sanh về cõi trời cũng như dữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng như dữ giới được giải thoát nhập Niết Bàn, cũng như dữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thú lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư trí đức đã truyền tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamange na vande hang ba da bang sung varuttamang butthe yo khalito do so butho khamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang tham manh cha du vi thang qua rằng tham mê yo khalito do so tham mô khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khanh cha du vi tho ta mang sang khe yo khalito do so sang kho khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddhaya nupavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sambathammai nupavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghai nupavena sada sothi bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Te athalatha sukhita varunaha buntasa sane aruga sukhita ho thasaha sabbe hiññati. Phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay. Akasatta cha bom ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun yang no anu mo dang tu chi rang rak khang tu sa sa nang. Akasatta cha bom ma ta de wa na ma hi thi ka bun yang no anu mo dang tu chi
chi rằng rắc khăn tu nô gà rù a ca sa tha cha bồm mát ta đề hoa na gà ma hi thi ca bồn nhăn nô anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu nhà ta dô a ca sa tha cha bồm mát ta đề hoa na gà ma hi thi ca bồn nhăn nô anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu ba ni nô a ca sa tha cha bồm ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bồn nhăn nô anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Dăng kinh chi cú sa la cầm măng các táp bằng kỳ ri dăng ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh nhi nô a thi dê cha sát ta a sanh nhi nô ca tăng bùn nha phá lăng mây hằng. Sắp bê pha ghi phá hoàn thu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng buồn nha phá lăng ma già dê cha tát tha na cha nàn ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng. Sắp bê lô cam hi dê sát ta chi hoàn ta hà ra hê tu ca ma nôn nhàng phô cha năng sắp bê la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhắn sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Ý đằng nồ nhà tì nằng hồn, tu số khi tà hồn, tu nhà ta dồ. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Ý đằng quá ta mề bùn nhằng à sa quá kha già quá hằng hồn tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Ý đằng mề bùn nhằng níp bà nát sa bách cha dồ hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả níp bàn. Dạ, với phước mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy bát quan trai giới, chúng con kính dâng tất cả đến chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ hộ trì cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến quý sư, quý cô tu nữ và chia phước này đến quý Phật tử trong rung Phật giáo Nam truyền, mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô cùng quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và bát quan trai giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, trong quá trình tụng kinh và thọ trì quy giới, nếu có điều gì sơ suất, con xin được sám hối với tam bảo, với quý sư và đạo tràng. Kính xin tất cả hoan hỷ với con ạ. Dạ, con đã thấy pháp sư vào room rồi ạ. Mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa brahma cha lo
thi pa ti sa ham ba ti ca tánh cha đi an thi wa rằng a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chak kha cha ti ca đề xe tu tham măng anu cam bi măng ba chăng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị điều phối chương trình hôm nay. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học Pháp an vui và tiến hóa. Dạ, sa thu, kính cảm ơn Dịch Kim Nhung. Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Thượng Tọa Pháp Thanh. Cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, cảm ơn sức tâm hương, cảm ơn quan thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn sức Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái tâm bảo thọ trì vi giới và cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Dạ, bây giờ thì con xin phép được đọc phần chánh văn của bài kinh ngày hôm nay. Kinh hôm nay là tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1. Tương ưng chư thiên phẩm 7 La Mã phẩm thắng bài 10 đời thế gian. Trên gì thế gian sanh, trên gì được giao tiếp, thế gian chấp trước gì, trên gì đời khổ não. Thế Tôn, trên sáu thế gian sanh, trên sáu được giao tiếp, thế gian chấp trước sáu, trên sáu đời khổ não. Dạ, chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong dân, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Nhà sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu để con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, con cung thỉnh sư giảng bài rộng rộng một chút, con đọc ngắn ngắn quá con không hiểu được. Dạ, con cung thỉnh sư, con kính dân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Kính đảnh lễ chư Tùng Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và cảm ơn cô Kim Nhung cũng như cô Nhật Quỳnh đã bót bài và đọc phần chánh kinh. Trước khi vào buổi chia sẻ giảng Phật pháp, kính cùng thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão Pháp Thể Ca Ngang chúc tất cả quý trung nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha. Thì như quý vị thấy thì ở trong cái phần chánh kinh trên gì thế gian sanh, trên gì được giao tiếp, thế gian chấp trước gì, trên gì đời khổ não. Thì Đức Phật mới giải đáp cái thắc mắc của vị chư thiên. Trên sáu thế gian sanh, trên sáu được giao tiếp, thế gian chấp trước sáu, trên sáu đời khổ não. Thì ở đây á, chúng ta thấy cái gì? Sáu, sáu, sáu. Thì trong mỗi một cái một chúng sanh thì nó có sáu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Thì sáu cái căn này á, là tức là cái nội phần nha. Rồi ở trong của một chúng sanh, rồi á cái lục trần ở bên ngoài, hay là cái ngoại trần là gì? Sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Đó, sáu căn nó làm cái công việc của nó. Nhãn căn thì để nó thu nhận cái sắc trần, nhĩ căn thì thu nhận cái thinh trần, rồi hương cái tỷ căn thì thu nhận cái hương trần, thiệt căn thì thu nhận cái vị trần, rồi thân căn thì nó thu nhận cái xúc trần, và cái ý căn thì nó tiếp nhận cái pháp trần. Từ sáu căn nó có sáu trần đi vào thì tạo thành gì? Tạo thành sáu cái xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Rồi thì khi mà nó đi qua đi qua sáu căn này thành nó tạo thành cái gì? Cái thức. Khi mà trần cảnh bên ngoài nó đi vào các căn thì nó tạo sự xúc chạm, mà khi mà xúc chạm thì sanh ra sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thành ra ở đây chúng ta thấy là sáu. Thì trên sáu thế gian sanh ở đây đó, chính vì cái có căn
rồi có cảnh mới sinh ra thức. À, đó, cho nên á, cái thế gian sanh ở đây đó, tức là khi mà căn cảnh xúc chạm nhau thì thức nó sanh khởi. À, thức sanh khởi, cho nên là trên sáu thế gian sanh, rồi trên sáu được giao tiếp. Vậy sao bắt đầu á, khi mà có xúc thì có thọ, có xúc có thọ thì thọ nó sanh khởi, rồi sao cái tâm mình á, bắt đầu nó mới đối đãi với những cái thọ. Nếu mà những cái cảm thọ mà những cái cảnh mà khả hỷ khả lạc thì sao, thì cái tâm tham đắm nhiễm nó dính mắc. Rồi nếu mà những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng thì bắt đầu nó bực bội khó chịu, muốn xua đuổi, muốn hủy diệt đối tượng. Đó, thì vì cái sai lầm, cái sai lầm, rồi mình dính mắc, mình chấp trước vào sáu cái cảnh, sáu cảnh trần. Đó, cho nên á, khi mà chúng ta bám níu, dính mắc thì sao, khổ não nó sẽ phát sanh. Là như vậy. Cái đó là cái giải thích về cái phần mà chánh kinh chánh văn. Chứ sự thật ra đó, quý vị thấy rằng trong kinh á, luôn luôn là Đức Phật hay nhắc chư tỳ khưu là gì, phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, phải thu thúc lục căn. Thì chúng ta thấy rằng á, khi mà chúng ta nhìn thấy á, cái khổ đau là nó phát sanh từ đây nè, từ cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nếu mà chúng ta mà không có kịp thời kiểm soát chặt chẽ sáu căn này thì từ đây là các cái phiền não khổ đau nó sẽ sanh khởi. Cái sắc trần nó là cái nhiệm vụ của nó là đi vô vậy thôi, nó sanh khởi. Nhưng mà khổ đau là sao? Tại vì mình chấp vào cái sắc trần, mình dính mắc, mình chấp thủ. Tại vì sao? Khi mà đi vào rồi á thì nó trở thành là gì? Là cái sắc ái, thinh ái, vân vân. Đó. Chính vì cái dính mắc, cái chấp thủ vào cái sắc trần này á thì khổ đau nó mới sanh. Tại sao mà chúng ta mắc lý ái? Vì cái sai lầm si mê tà kiến thì mình mới chấp thủ, mới dính mắc. Mà khi mà có cái ái cái sanh khởi thì sao, thì mong muốn chiếm đoạt, gìn giữ, thụ hưởng để cái sắc đó. Mà khi mà nó tất cả đâu phải cái gì mình muốn là được, cho nên mà khi mà mình không có tội ý vừa lòng, mình không có thỏa mãn cái tham muốn của mình thì sao, thì đau khổ sẽ phát sanh, phiền não dấy động, rồi khóc lóc buồn rầu uất ức khóc than. Thì tất cả ở trong thế gian này đó là các pháp nó là như vậy. Rồi chúng ta thấy rằng
Tại vì chấp thủ mình cho rằng là tôi thấy, tôi thấy, tôi nhìn, rồi sao cái cảnh này khi mà thức nó xâm khởi rồi mình cho là cảnh này nó đẹp quá, cảnh này nó tôi thích quá, đó. Rồi nếu mà cái cảnh mà nó không tốt đẹp, những cái cảnh mà ghê khiếp, kinh sợ, thì sao mình xua đuổi, mình xua đuổi, mình quỷ diệt, không muốn thấy nó. Chứ sự thật ra cảnh nào nó cũng là cảnh. Cái thấy của con mắt á, là cái nhiệm vụ nhãn căn là nó nhận cái cảnh đó. Vậy đó, đơn giản. Thì sao khi mình phân tích mình thấy nè, một cái hình ảnh mà đi qua đó, thì sao cái nhãn căn nó phải tốt, rồi sao phải có cái thần kinh nhãn, cái thần kinh nhãn tốt, thì nó mới làm việc. Rồi phải có khoảng không, rồi phải có cái sắc trần ở bên ngoài, đầy đủ những cái điều kiện này đó, thì sao nhãn xúc, mà nhãn xúc rồi tới nhãn thức sanh khởi. Thì cái nhãn thức sanh khởi nó chỉ làm nhiệm vụ là nhận thức cái cảnh sắc ở bên ngoài, hay là cái sắc trần bên ngoài thôi. Hoàn toàn không có một cái bản ngã, không có một con người ở phía sau cái sự nhìn thấy này, cái nhãn thức này. Nhưng mà mình sai lầm, tà kiến, mình cho là tôi thấy, tôi nhìn thấy rõ ràng mà. Chứ sự thật ra đó là cái công việc của nó là như vậy. Thành ra đó, cái nhãn quyền, nhãn quyền là nó công việc, nó cai quản về cái việc mà nhìn thấy. Nó chỉ nhìn thấy phải đầy đủ những cái điều kiện như tôi nói nãy đó, đó có cái nhãn căn, cái con người á là phải tốt nè, rồi cái thần kinh nhãn cũng phải ngon lành nè, đó là cái bộ phận mà tiếp nhận, rồi cái phải có một cái cảnh sắc nó sanh khởi lên đó, rồi sao phải có cái tác ý muốn nhìn về cái cảnh đó, không? Nhưng mà nếu mà có một cái cảnh nó sanh khởi lên mà quý vị không có cái tác ý nhìn nó, thì quý vị cái cảnh này nó sẽ không có đi vào cái căn được. Thì cái nhãn căn nó có cái công việc hay là cái sự cai quản, nhãn quyền của nó là chỉ làm cái việc đó thôi. Thành ra mỗi căn nó làm mỗi việc, cái nhãn thì nó chỉ làm công việc để thu nhận cảnh sắc, cái tai thì nó làm công việc thu nhận cái cảnh thinh, phải có cái tai, rồi phải có cái màng nhĩ, rồi phải có thần kinh nhĩ hay là nhĩ thanh triệt, quý vị học ở trong Di Diệu Pháp gọi là nhĩ thanh triệt. Đó. Thì những cái này là những cái bộ phận, những cái bộ phận để nó thu nạp cái cảnh ở bên ngoài. Cảnh thinh thì phải đi qua cái nhĩ căn, phải có đầy đủ như vậy. Bây giờ có
cái tai, như là cái thần kinh nhĩ nó bị vấn đề, à hay là nhĩ thanh triệt nó không có tốt, thì sao? Thì nó không thể làm việc, không thể thu nhận cái âm thanh được. Đó, thành ra đó mỗi một căn thì nó làm mỗi một việc. À, nhưng mà quý vị biết không, bây giờ ở đời nó thu hút ngũ căn của mình dữ lắm. À, quý vị thấy nè, hồi xưa đó chỉ cần mình làm món ăn rồi đến rồi cái mình ăn nha. Còn bây giờ không có đâu, món ăn làm phải ướp gia vị rồi cho nó thiệt là thơm nha. Thì cái gì hấp dẫn cái tỷ cành rồi, phải trang bài trí cho nó đẹp, thu hút cái nhãn căn rồi. Rồi á sao, khi mà nếm vô thì nó phải là thượng vị, để chi, để tăng cái khả hỷ khả lạc, nó thu hút cái gì, cái nhãn căn rồi cái tỷ căn rồi cái thiệt căn, nó thu hút mình thì sao? Lúc đó là cái tham ái nó mới sanh khởi. Rồi sao? Rồi tới mà coi như là sắc tưởng, ăn xong rồi đó là cái tưởng còn lưu luyến về cái món ăn đó, còn nhớ tưởng về cái món ăn đó, thậm chí mà mơ tưởng mà ngủ mà còn nằm mơ đó. Rồi tới gì, tới là coi như là cái tâm nó chấp thủ, nó luyến ái quá mạnh đi, mình cứ muốn thụ hưởng được cái món ăn đó, cái thức ăn đó, cái vật thực đó, cho nên là nó thu hút chúng ta rất là mạnh. Nếu mà chúng ta không có cái sự kiểm soát đó, thì sao? Là chính mình bị trói buộc ở đây, chính vì cái sự giao tiếp của căn cảnh trần, thì sao? Chấp trước trên sáu nó sanh khởi, dính mắt bám níu, đó. Rồi sao? Thì vì sao dính mắt bám níu? Tại vì ái nó sanh. Mà ái thì có gì? Phiền não. Mà phiền não thì sẽ đưa đến khổ đau. Là cái quy luật của nó vậy đó. Rồi biết gì thấy nè, lục căn lục trần, rồi lục xúc, rồi tới lục thức, thọ tưởng hành ái, không? Đó, mình nhân đi. Trong cái này mình làm bài toán nhân rồi mình sẽ thấy, cứ mỗi một chi pháp nó là một sợi dây, một sợi dây nhỏ như sợi chỉ thôi. Sáu rồi sao? Nhân lên rồi ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai nữa. Thành ra đó, từ những cái sợi chỉ nhỏ nè, nhưng mà khi mà nó bệnh lại, đan lại thì sao? Nó sẽ thành một cái sợi dây rất là to lớn. Mà chính cái sợi dây này đó, mình không thấy được, nó là cái sợi dây vô hình, nó cột trói mình trong cái vòng quay sanh tử. Tại vì mình dễ vui, xem thường nó,
ở có gì đâu. Cái chuyện mà thích cái cảnh cảnh đẹp thì có, đâu có tội lỗi gì đâu. À, thích một cái mùi hương thì đâu có tội lỗi gì đâu. Nghe một cái âm thanh du dương thì đâu có tội lỗi, thấy không? Rồi xúc chạm cái êm ái thì đâu có tội lỗi gì. À, nhưng mà mình không thấy rằng phía sau nó là rất là nhiều, rất nhiều, rất nhiều những cái mà khổ đau nó sanh ở phía sau. Và chính những cái này đó nó cột trói mình trong cái vòng quay sinh tử, mình đắm nhiễm. Cho nên á, là Đức Phật luôn luôn là nhắc nhở Tư Diệt Khưu luôn luôn là phải ráng gìn giữ thu thúc cái lục căn. Khi mà mình thiếu sự kiểm soát để sáu căn nó chạy theo trần cảnh bên ngoài thì sao? Thì sẽ khổ đau. Cho nên á, là khổ đau từ đây thành ra đó, mới nói là lửa lửa đây á, là lửa của phiền não. Lửa phiền não nó thiêu đốt ở con mắt. Tại vì khi mà mình nhìn thấy cái cảnh đẹp, mình chấp thủ, mình dính mắt vô đó, thì lúc đó là cái lửa nó phát sanh. Cái lửa phiền não nó phát sanh ở con mắt. Mình thích thú một cái âm thanh du dương êm dịu, mình dính mắt với cái âm thanh đó, thì lúc đó là gì? Lửa phiền não nó đang sanh khởi, đang thiêu đốt ở cái tai. Cứ như vậy, mình càng dính mắt, mình càng tham muốn cái trần cảnh bên ngoài càng nhiều chừng nào á, thì sao? Thì mình bị cái lửa phiền não nó đốt cháy, nó thiêu đốt, cái nhiệt não nó nung nấu các căn, các quẩn của mình nhiều chừng nấy. Cho nên á, chúng ta phải thấy được cái điều đó để mà cố gắng mà đánh xa. Chúng ta đừng có dễ vui. Cho nên á, là tới khi mà qua, chúng ta tính hết những cái này đó, thì coi như tới một ngàn mấy trăm cái phiền não. Lục căn, rồi lục trần, rồi lục xúc, rồi lục thích, rồi lục thọ, lục tưởng, lục hành, lục ái. Nhân lên 6 6 6 6 6. Rồi không biết cái này 6 tới lũy thừa mấy lần đó. Rồi mới nhân cho ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì những cái tham ái ở trong quá khứ nó là cái gì? Nó là cái mầm móng tiềm tàng ngủ ngầm. Đâu phải tự nhiên mà quý vị thích cái cảnh đó. Quý vị cũng đã dính mắt tham ái cái cảnh này ở trong quá khứ rồi. Trong quá khứ mình cũng đã thích thú, mình đã nhiễm đắm cái cảnh này. Nhưng mà khi mà cái gặp cái cảnh này nó hiện trở lại, thì cái cảnh này mới trở thành khả hỷ khả lạc với cái chúng sanh đó. Quý vị thấy tại sao người ta ghiền thuốc lá, tại sao người ta ghiền cà phê, tại sao cái người khác lại ghiền rượu, tại sao người khác họ thích thú và nhiễm đắm trong cái đó? Tại vì không phải là chỉ trong cái đời hiện tại này, mà trong quá khứ chúng sanh này đã nhiễm đắm tất cả những cái đó rồi. Cho nên mà khi mà gặp
lại cái cảnh này đó, thì cái cảnh này là cái cảnh khả hỷ khả lạc, thích ý vừa lòng với cái này. À, cho nên đó, là những cái phiền não này đó, trong đời quá khứ nó tìm miên, nó ngủ ngọc. À, đến lúc hiện tại nó sẽ bộc phát, nó sân khởi lên. À, nếu mà ngay trong hiện tại mình không kiểm soát, mình để nó sân khởi, nó tràn ngập, nó khống chế, nó chế ngự cái nội tâm của mình, thì sao? Thì cái này nó sẽ tăng trưởng mạnh thêm. Và chính cái điều kiện này nó tìm miên ngủ ngầm để trong những cái kiếp tương lai. Rồi, cho nên á, ngay trong hiện tại nếu mà chúng ta có sự tu tập, có sự kiểm soát để đoạn trừ, à, đoạn trừ ngay cái căn trong đời sống hiện tại này á, thì sẽ làm cho cái phiền não nó suy yếu. À, cái tiềm miên ngủ ngầm á, nó có thể nó bị diệt. Đó, thành ra đó, cái điều quan trọng là chúng ta có chặt đứt được cái phiền não á, ngay trong đời sống hiện tại này hay không. À, thay vì nhãn căn sanh ra nhãn xúc, thì biết rằng nếu mà mình là cái người có sự tu tập, biết rằng có một cái cảnh nó hiện khởi lên, tức là nhãn thức nó sanh khởi đó. Rồi, để đó nếu mình cắt đứt nhãn thức nó sanh khởi, mình chỉ biết là nhãn thức nó sanh thôi, thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp. Tức là chúng ta nhìn cảnh với cái gì? Với sự chánh niệm, tỉnh giác, với trí tuệ. Có sự xúc chạm, chỉ biết có sự xúc chạm, thức sanh khởi, chỉ biết có thức sanh khởi. Thì như vậy đó, là chúng ta sống với trí tuệ, thì khổ đau không có sanh. Còn nếu mà chúng ta để nó tiếp diễn, nhãn căn sắc trần sanh ra nhãn xúc, nhãn xúc sanh ra nhãn thức, nhãn thức là gì? Sanh ra nhãn thọ. Tới đây là nguy hiểm. Nếu mà kịp thời biết có một cái cảnh sanh lên, cái cảm thọ nó chỉ là cảm thọ, mình cắt đứt liền ngay cái thọ này á, kịp thời á, thì phiền não nó không sanh khởi. Nhưng mà đó, khi mà thọ nó sanh á, nó rất là nhanh. Cái tốc độ quý vị biết là ở trong di pháp, thì cái tốc độ mà sanh diệt của lộ trình tâm nó rất là nhanh. Đó rồi, nếu mà nhãn thọ mà mình không cắt đứt được thì nó thành ra nhãn ái, mà tới nhãn ái rồi là không có làm việc được. Khi mà ái sanh khởi rồi là phiền não nó tràn ngập, nó như Đức Phật ví ra, nó như là một cái cơn lũ, một cái cơn lũ rất là lớn, nó cuốn trôi hết tất cả những cái gì trên đường đi của nó nhấn chìm tất cả. Nó là cái gì? Là cái xoáy nước. Nó là cái bạo lưu. Đó. Cho nên á, khi mà chúng ta mà dễ vui, thiếu kiểm soát, thì sao? Khi mà nó ái, mà nó sân khởi lên rồi, thì tất cả đều bị nhấn chìm trong vô minh, phiền não. Mà nhấn chìm trong vô minh thì phiền não thì khổ đau sẽ phát sanh, buồn rầu uất ức khóc than, nó sẽ sanh khởi một chuỗi dài ở phía sau. Cho nên là ở trong cái phần chánh kinh, Đức Phật nói thì rất là ngắn,
ha. Trên sáu thế gian sanh, à, sở dĩ mà chúng ta còn sanh tử luân hồi á, là cũng vì mình thiếu cái sự kiểm soát, à, các căn, à, rồi trên sáu vào tiếp thì quý vị thấy rằng tất cả ở trên thế gian này là cái sự mà sanh diệt của căn, của cảnh, của thức, nó là thường hằng. À, nếu mà ta không có chánh niệm tỉnh giác đó, trên cái sự giao tiếp này đó, thì sao? Chấp trước, à, chấp trước thì khổ đau. À, cho nên đó, là chúng ta thấy cái điều đó, à, rồi chúng ta tự phản tỉnh xem xét để gì? Để kinh sợ, à, để nhàm chán, à, để kinh hãi đối với tất cả những cái sắc trần, à, nếu mà chúng ta không khéo kiểm soát cái nội tâm, à, để chúng ta bị, à, những cái bọc lưu, à, những cái xoáy nước, à, nó nhấn chìm chúng ta, rồi nó cột trói chúng ta trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. À, cho nên là, à, luôn luôn chúng ta phải có sự kiểm soát, à, sự phòng hộ, à, đối với các căn, à. Còn nếu mà chúng ta trong một giây, một phút nào mà chúng ta, à, dễ vui, à, không kiểm soát thì sẽ tạo điều kiện cho, à, phiền não nó sanh khởi, và sao, à, chúng ta bị thiêu cháy, bị cột trói, à, bị nhấn chìm ở trong đau khổ, à, đó là cái, à, về cái phần mà giải thích về cái phần chánh văn ở trong cái bài giảng ngày hôm nay. Thì, à, qua sự tìm hiểu và những cái tài liệu của các bậc trưởng lão, à, cũng có chút ít kinh nghiệm để mà giải thích, chia sẻ với quý vị, à, để chúng ta có hiểu biết thêm cái lời dạy của Đức Phật, và luôn luôn, à, trong đời sống chúng ta phải có sự nỗ lực, à, luôn luôn phải phản tỉnh xem xét, à, rồi chúng ta phải có sự phòng hộ kiểm soát các căn của mình, à, thì như vậy thì chúng ta sẽ tránh khỏi những cái sự xâm nhập, à, hay là bị phiền não khổ đau, à, không có bị cái sự nhiệt não của tham ái, à, dính mắc vào trần cảnh bên ngoài, à, thì ngay trong đời nếu mà chúng ta có sự kiểm soát như vậy, à, chúng ta cắt đứt, à, không để cho, à, cái tâm nó phan duyên theo trần cảnh, à, thì vậy khi mà cái cảnh mà nó duyên cho ái, à, mà nếu mà chúng ta đổi ngược, chúng ta duyên cho minh, à, hiểu biết rõ ràng tường tận, có sự chánh niệm đầy đủ, à, tỉnh giác ngay trong cái giây phút hiện tại, à, thì như vậy đó thì nó sẽ cắt đứt mà ái diệt, à, ái diệt thì một chuỗi dài khổ đau nó bị diệt, à, còn nếu mà ái, à, thọ mà duyên cho ái thì chuỗi dài khổ đau thành thở phía sau, à, cho nên là chúng ta hiểu biết như vậy để mà chúng ta ráng, à, nỗ lực, à, tu tập ngay trong đời sống hiện tại sẽ đem đến cái sự an vui, à, nay vui đời sau vui, à, nếu mà chúng ta có sự cố gắng tu tập, à, thì chúng ta sẽ được an lạc trong hiện tại và sẽ an vui trong những kiếp sống tương lai.
Dạ, với phước báo này kính cầu mong chư Tùng Đức Pháp Thể Căn An và chúc tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui và có sự hiểu biết, nỗ lực tu tập để tạo được những cái nhân lành trong những kiếp sống tương lai và hướng đến tu tập để đoạn trừ tất cả phiền não khổ đau, đạt đến an vui tuyệt đối. Cầu mong tất cả quý vị nỗ lực tinh tấn thực hành, cầu mong tất cả chúng sanh vui hạnh phúc, cầu mong tất cả chúng sanh đồng ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ xin kính cùng thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ ngài Phan. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Dạ sa thú, chúng con thành kính tri ân ngài. Ta thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, trong con rất là tri ân ngài. Cái bài học hôm nay là ngài giảng là trong một cái nhìn, nếu mà mình biết đưa cái con ngươi, con nhãn căn của mình biết thu thúc, thì những cái gì không nên nhìn thì mình đừng nhìn, và mình luôn biết phòng hộ. Thì với một người Phật tử sơ cơ, nếu mà mình luôn quán tưởng, mình luôn có sự thực hành, thì ít ra thì mình cũng sẽ bớt khổ đau. Con tin cái điều đó. Còn nếu mà mình thực hành nhiều thì cái lực tâm của mình nó càng mạnh hơn. Chỉ khi nào nếu mà mình không có cái sự luôn quán tưởng á, thì mình sẽ không có một chút xíu nào lực tâm để nó phòng hộ mình, thì mình sẽ khổ đau càng nhiều. Nhưng mà trong con có một cái câu hỏi đó bạch ngài. Như trong cái như cái sáu căn của mình á, nếu không có biết, nếu mà giống như một người đã chưa từng biết đến Phật pháp, và nếu mà trong cuộc sống của mình lỡ mà có một cái sự biến cố gì, và con thấy rất là nhiều người bỗng dưng có một cái trí tuệ rất là thông minh, sau một thời gian gặp một cái biến cố thì không chấp nhận nổi, và con thấy rất là nhiều, và để cho cái tâm tư của mình nó bị đau khổ với những cái gì bất tội nguyện, và tại sao mình lại như vậy, tại sao, và những cái tại sao này nó nhấn chìm mình. Và nếu mà một người để cho cái tâm trong cái đời này, nếu mà để tâm trí của mình bị mất tỉnh thức và luôn sống trong đau khổ và ra đi với những cái nội tâm như vậy đó bạch ngài, thì những kiếp sau người ta có được sung sướng không bạch ngài, hay là khi tắt thở thì người ta có ra đi đến những cái cảnh giới an lành không bạch ngài? Và con kính thỉnh ngài giảng dạy cho con và những người thân xung quanh con được hiểu, và con kính dâng mít đến ngài. Và con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì cái nhân trong hiện tại này nó sẽ cho quả trong những cái kiếp sống tương lai. Một chúng sanh mà nếu mà ngay trong đời sống hiện tại họ bám níu chấp trước vào cái đời sống hiện tại này, về cái ngũ quẩn này, rồi thân bằng quyến thuộc,
rồi giới tài sản, hay là giới cái tuổi thọ, cái hạnh phúc của đời sống hiện tại này á, thì đây là gì? Đây là cái sợi dây trói buộc. Đây là những cái mầm mống tai hại khổ đau. Thì quý vị có thời gian mà quý vị xem qua cái về cái mà ngạ quỷ sự đó. Ngạ quỷ sự thì quý vị thấy, hay là hoặc là trong Pháp Cú Kinh cũng có nhiều cái câu chuyện đó. Những cái câu chuyện mà ông bá hộ đó rất là giàu có. Ông có tới 80 triệu đồng tiền vàng, nhưng mà ông bỏng rít keo kiết, ông không dám xài. Ông đem 80 triệu ông bỏ vô ba cái lu, ba cái lu lớn rồi ông đem chôn dưới đất á. Ông chẳng những ông không xài mà ông không con cái rồi xài. Ông nói với con ông là đừng có nghĩ 80 triệu đồng này là nhiều. Bây giờ mình phải đi học nghề, học nghiệp để làm, để mà sống. Thành ra cái người con trai đó mới đi đến một cái phương xa, học nghề, học nghiệp rồi làm ở đó. Rồi chẳng may mà cái trận tử nghiệp đến, ông ta hối tiếc dính mắc với 80 triệu đồng tiền vàng này nè. Đó, chính vì cái tâm bám níu hối tiếc này nè, sao nó là những cái tâm bất thiện, nó trói buộc ổng ở trong cái tài sản đó. Thì đó, tái sanh lên làm con chó để giữ cái khối tài sản đó. Đâu có đi tái sanh đến những cái cảnh giới tốt đẹp được. Rồi rất nhiều những cái câu chuyện đó, mà những chúng sanh mà trong đời sống hiện tại á, họ tham đắm dính mắc sâu nặng trong những cái cảnh trần đó, sanh làm ngạ quỷ. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà một chúng sanh cái cận tử nghiệp đến mà chúng sanh này bị khống chế bởi những tâm bất thiện thì chắc chắn là đi đến những cái cảnh giới không có an ổn. Còn nếu trong đời sống hiện tại, nếu mà mình biết tạm thời dùng những cái phương pháp đấu trị với những cái tham muốn, mình làm cho giảm nhẹ tất cả những cái dính mắc, những cái luyến ái này, ra đi với cái tâm an tịnh nhẹ nhàng thì có thể đi đến những cái cảnh giới tương đối tốt đẹp. Ví dụ cái trường hợp mà chúng ta cũng biết tu tập, nhưng mà chưa có đoạn trừ được, mình còn dính mắc với tài sản gì đó, hoặc là mình thực hành các cái công hạnh bố thí trì giới tu tiến gì đó, nhưng mà mình còn cầu mong tái sanh đến những cái cảnh giới chư thiên rồi cái kia nọ đó, thì sao? Mặc dù là cũng còn những cái phiền não, nhưng mà ít ra đó thì mình cũng tái sanh đến những cái cảnh giới tương đối ít khổ đau chút. Ví dụ như là những vị chư thiên địa cầu, chư thiên trong cõi dục giới, thì dầu sao đi chăng nữa sanh ở trong cái cõi thiên cõi dục giới nó còn đỡ tệ hại hơn là sanh ở trong cái cảnh giới mà ngạ quỷ hay là súc sanh, không? Rồi nếu mà quý vị mà cố gắng nỗ lực tu tập đoạn trừ để tái sanh đến những cái
cõi mà sắc giới thực hành các cái thiền thiền định, à, chứng đắc các cái tầng thiền sơ thiền vị thiền đó ha. Khi mà chúng ta chứng đắc những cái tầng thiền này á, nó là cái phương pháp để đối trị tạm thời với những phiền não, mà mình gìn giữ những cái chi thiền này đến khi mà thân hoại mạng chung, à, khi mà cận tử nghiệp đến á, do những cái sự tu tập này đó tái sanh đến những cái cảnh giới ở con trời sắc giới thì nó cũng còn đỡ hơn đó. Thì cứ tuần tự như vậy, mà chính nhờ những cái này này, những cái này á, nó là nền tảng, à, chính ngay trong cái đời sống hiện tại này, nếu mà chúng ta biết đoạn trừ phiền não, à, chúng ta diệt trừ vô minh si mê, à, thì ngay trong đời sống hiện tại này thì mình sống với chánh niệm tỉnh giác với trí tuệ, à, thì vô minh diệt thì hành diệt, à, mà hành diệt thì thức diệt đó, nó sẽ là một cái chuỗi dài 12 nhân duyên nó diệt. Mà nếu mà vô minh duyên thành, hành duyên thức, à, đó, rồi thức là duyên cho ái, thì một chuỗi dài 12 nhân duyên, à, nó sẽ tiếp tục, nó sanh khởi, và cái dòng quay sanh tử nó tiếp tục, nó diễn biến, à, tiếp tục quay, và chúng ta thì tiếp tục bị cột trói trong khổ đau. Đó. Cho nên đó, là qua những cái tích chuyện ở trong Ngạo Quỷ Sự hay là Pháp Cú Kinh, quý vị thấy rằng đó, nếu mà chúng sanh dễ vui, à, rồi không có sự tu tập, à, để cho cái tâm mình đó, nhiễm đắm, à, bị những cái phiền não nó cột rối, à, thì sao những chúng sanh này chắc chắn là phải đi đến những cái cảnh giới không có được an ổn tốt đẹp, à, cho nên đó là chúng ta hiểu những cái điều đó, à, để, à, chúng ta ráng cố gắng nỗ lực tu tập, à, thành ra đó, à, chúng ta ráng thu thúc gìn giữ cái tâm của mình, à, thì chúng ta sẽ được an ổn thoát khỏi khổ đau. Còn nếu mà chúng ta dễ vui, à, để cái tâm tư nó chạy theo trần cảm bên ngoài thì sao? Ngay trong hiện tại, à, chúng ta bị cái lửa của phiền não, à, rồi cái lửa này nó không chỉ đốt cháy chúng ta ngay trong giây phút hiện tại, mà cái lửa này đó nó còn sẽ đốt nung nấu, à, chúng ta trong nhiều kiếp sống. Cho nên là Đức Phật mới khuyên chư tỳ khưu á, khi mà ăn á, nếu mà chúng ta không có quán tưởng, chúng ta không có suy xét, à, để cái tâm tham ái, à, dính mắt với cái vật thực, thì lúc đó đó giống như là ăn mà bị cái lửa đốt cháy cái lưỡi, à, thì Đức Phật nói sao? Ăn mà nếu mà để cái tâm tham ái dính mắt với cái vật thực đó, giống như là ăn với cái cục sắt nóng đỏ, à, nhưng mà thà là ăn cái cục sắt nóng đỏ đó, nó chỉ giết chết mình trong một kiếp thôi. Nếu mà mình ăn trong cái sự nhiễm đắm tham ái vào cái vật thực ấy, chẳng những nó giết mình ngay trong hiện tại, à, mà nó còn giết chết nhiều kiếp sống lâu dài. Chết là không phải là mình không còn cái mạng sống nữa,
Nhưng mà giết chết ở đây đó là sao? Mình bị cái phiền não nó nhấn chìm, si mê nó nhấn chìm. À, thì lúc đó, đó Đức Phật nói đó, mặc dù mình còn sống đó, nhưng mà đã chết. À, chết trong cái phiền não si mê, à, nó nhấn chìm mình trong cái phiền não khổ đau, nó nhấn chìm mình trong cái dòng quay sanh tử. À, thì cái người mà mặc dù là còn sống nhưng mà với cái dễ vui, à, đàn nhập si mê thì giống như còn sống giống như là chết rồi. À, thành ra mình phải hiểu cái lời Đức Phật dạy trong kinh để rồi chúng ta cố gắng, à, nỗ lực, à, vừa đủ để kinh sợ, à, vừa đủ để nhàm chán và nỗ lực thoát ra khỏi cái sự khổ đau của phiền não. Tôi xin giải thích cái thắc mắc của Nguyên Tịnh và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Bà giá, nam mô Sẵn Khả giá, xa thứ, dạ con thành kính tri ân ngài rất là nhiều, đã giảng giải câu hỏi của con. À, dạ con xin phép hỏi thêm một câu nữa, con kính ngài từ bi giảng giải sâu rộng thêm. Con cũng muốn nhân dịp để cho người bạn của con hiểu được rõ. Và con kính bạch ngài là khi mà nếu mà mình đang hiện tại mình đang làm được kiếp người như vậy, mà nếu mình nghĩ khi hết kiếp này mình có thể tiếp tục làm người, và những cái điều kiện gì có thể được làm người, mà nếu mà mình lỡ mình để cho mình rơi xuống những cái cảnh khổ như vậy thì mình phải chịu đựng bao nhiêu trăm ngàn kiếp, bao lâu thì mình mới có nhân duyên được lên làm kiếp người, và nếu hiện tại này mình do mình có làm được cái gì đó, được tiếp cận với Phật Pháp, nhưng nếu mà mình không chịu tiếp cận, mình để mất cơ hội đi, thì những kiếp tương lai này mình có điều kiện tiếp cận với Phật Pháp không bạch ngài? Dạ con kính thỉnh ngài từ bi giảng giải thật rộng để cho con, bạn bè con cũng được hiểu thêm sâu hơn. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Thì trong đời sống hiện tại, nếu mà chúng ta gặp được Phật Pháp mà mình không có sự học hỏi, không thực hành, thì chúng ta bỏ qua một cái phước báo rất là to lớn nha. Khi mà chúng ta gặp được Phật Pháp mà mình không có nỗ lực học hỏi thực hành thì sao? Thì chúng ta sẽ đi theo cái con đường bất thiện. À, trên thế gian này nó chỉ có hai thôi, hoặc là thiện hoặc là bất thiện. Cho nên á, khi mà mình gặp những cái điều kiện có thể mình tạo phước, có thể mình học hỏi, mình thực hành, nhưng mà mình dễ vui, mình bỏ qua, thì sao? Mình không có cái niềm tin, không có sự cung kính đối với Tam Bảo, thì mình đi theo cái con đường bất thiện. Mà quý vị biết rằng á, cái bất thiện á, thì nó lôi cuốn, nó thu hút người ta dễ làm những cái điều bất thiện lắm. Còn cái thiện á, thì nó khó.
Bây giờ mà nếu mà gìn giữ mà cái giới mà không sát sanh, thấy không, nó cũng rất là khó rồi. À, còn mà cái không giữ giới thì nó dễ. À, đi chài lưới, đi ra biển là đánh bắt tôm, cái nghề nghiệp mà săn thú, rồi đồ tể vân vân, để nó rất là dễ. À, đó, cho nên đó là khi mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta có sự tôn kính Phật pháp, với trí tuệ, với cái niềm tin, thì sao? Nó là cái một cái sự ngăn trừ. Mỗi lần mà quý vị tự nguyện, quý vị đọc con xin thọ trì, gìn giữ điều học, là cố ý tránh xa sự sát sanh. Tại vì là nó ngăn che, kể từ lúc đó trở về sau mình sẽ tránh xa cái sự sát sanh đó. Không, còn nếu mà mình nói ôi trời ơi, giết con kiến, con mối, có tội lỗi gì đâu, rồi mình đi bắt cua bắt ốc, mình đi chài lưới kiếm cá rồi ăn, có tội lỗi gì đâu. Đó, đối với những cái đó thì đối với cái luật đời á, đâu có phạm gì đâu. Giết chóc con gà, con vịt, con heo đấy mà mình làm thịt nó mình ăn, đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng là nó đối với trong đạo, đối với giáo pháp thì đó là những cái ác bất thiện pháp, những cái chủng tử xấu, sẽ gây cái khổ đau trong hiện tại và ngày vị lai. Đó. Rồi bây giờ nếu mà ngay trong hiện tại này mình mê lầm tà kiến, thì cái mê lầm tà kiến này nó sẽ còn đeo đẳng với mình trong nhiều kiếp sống nữa. Không? Rồi những chúng sanh mà quý vị đọc trong kinh, quý vị cũng thấy những chúng sanh này họ tạo những cái ác bất thiện nghiệp, đâu phải là chỉ trả trong một cái thời gian trăm kiếp ngàn kiếp đâu, mà không biết tỷ tỷ kiếp nào, mà nói từ những cái thời gian của vị Phật quá khứ cho đến cái thời gian của Phật hiện tại, thì quý vị biết rằng cái thời gian đó nó lâu khủng khiếp lắm. Mình cái con số mình không thể ước lượng được nữa. Cho nên á, là mình phải thấy rằng á, khi ngay trong đời sống hiện tại này, mà nếu mình ráng cố gắng mình thoát ra được những cái si mê tà kiến là một cái điều hạnh phúc rất lớn. Khi mà chúng ta có cái chính tín, có sự cung kính Tam Bảo, thì khi mà mình thọ trì gìn giữ các cái giới là một cái hạnh phúc vô cùng. Ta nói sao? Thọ tam quy thì ly bát nạn. Hồi đó Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc Ngài nói sao? Mấy cái tai nạn mà lửa cháy rồi cướp bóc rồi này kia nọ đó, nó không có hề hấn gì đâu. Tại vì cái người mà khi mà không có cái hiểu biết, không có quy Tam Bảo rồi, nó khổ rất là nhiều kiếp. Tại vì cái người này á, không tạo cái nhân, cho nên dù có bậc chánh đẳng và thiện ở thế gian này, thì người này sao? Họ bị mê lầm tà kiến của ngoại đạo
không tin. Họ xin vào những cái vùng ngoài biên địa, mà quý vị biết là cái vùng biên địa thì không bao giờ có sự xuất hiện của bậc chánh đẳng chánh giác. Mà không có xuất hiện bậc chánh đẳng chánh giác thì làm sao có tam bảo xuất hiện? Mà không có tam bảo thì không có pháp thiền. Cho nên là khi mà chúng ta tự nguyện, chúng ta có hiểu biết, chúng ta tự nguyện, chúng ta quy tam bảo là một cái nhân lành rất là lớn trong cái đời sống này. Rồi chúng ta có niềm tin tam bảo rồi, chúng ta học pháp, rồi chúng ta thực hành gì? Bằng cách là gìn giữ giới, thọ trì một giới là chúng ta có một cái phước báo. Thọ trì gìn giữ giới không sát sanh, và chúng ta có được một những cái phước báo rất là lớn. Cho nên là trong cái bài kinh Đức Phật có nói, nếu mà một người gặp được Phật pháp, học pháp, hành pháp, thực hành đầy đủ các thiện pháp, thì cái người này sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp. Còn mà nếu mà chúng ta không gìn giữ, không thọ trì, thì tục ngữ là nói sao? Ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt. Tức là năm cái giới thôi, mình chưa nói cái gì khác cao xa hơn. Năm cái giới này mà nếu mình không thọ trì đó, thì mình không bao giờ tái sanh được làm người, làm tiên. Mà nếu mà mình không sanh được làm người, làm chư thiên thì sao? Rớt vào bốn cõi khổ. Đó. Cho nên á, là ta nói hồi nhỏ, hồi xưa còn nhỏ nhỏ đó, có cái trò chơi á, nó đọc cái bài thiên đàng địa ngục hai bên. Đó. Thì một bên là những cái cảnh giới an vui, còn một bên là khổ đau. Thiên đàng địa ngục hai bên. Đó, mình nếu mình có trí tuệ, mình có sự hiểu biết, thì mình lựa cái sự an vui. Còn cái người mà vô minh si mê, thì họ lao vào cái điều lợi lộc trước mắt, mà họ quên đi những cái khổ đau ở phía sau. Thì họ lao vào cái cõi khổ. Đó. Chứ không ai xô đẩy mình đi vào địa ngục, mà cũng ai đưa mình lên thiên đàng được, mà chính mình tự mình lựa chọn. Thì khi mà mình lựa chọn thì đến lúc mà cái quả khổ nó sanh khởi thì mình đừng có than gian, mình đừng trách trời trách đất, đừng trách ai hết, mà mình phải trách chính mình vì vô minh và phiền não mà mình đã đeo đuổi theo những cái trần cảnh, những cái lợi lộc, tài tình danh lợi của thế gian, để mình tạo những cái gieo những cái nhân xấu, những cái bất thiện pháp. Đó, cho nên nói là chúng ta phải hiểu như vậy đấy. Đó, thành ra đó, khi mà chúng ta muốn đi đến những cái cảnh giới an vui, thật sự ra đó, khi mà chúng ta lúc đầu chúng ta tu tập, chúng ta rất muốn mà đi đến giải thoát, bởi vì mình thấy cái khổ đau ở trên thế gian này nó quá nhiều đi. Nhưng mà cái phước báo, cái pháp độ, các cái công hạnh của mình nó chưa đầy đủ. Đó. Cho nên là mặc dù là bây giờ đi tới kinh thành nó còn xa dịu dợi, trên đường đi này thì đi qua bãi sa mạc thì
nắng nóng, bức nóng, sự bức nóng bức của mặt trời. Mình vô được những cái nơi mà có bóng mát, có nước uống, có chỗ để mình nghỉ ngơi, thì nó là chỉ là cái tạm thời thôi. Cái tạm thời để rồi mình tiếp tục mình đi nữa. Đó, chứ mình đừng có dính mắt với cái bóng mát, với cái ao nước. Rồi mình ở đó thì mình không có đi đến cái kinh đô giải thoát được. Cho nên đó là chúng ta phải hiểu như vậy. Trên những cái chặng đường tu tập của mình, thì biết mình tạo điều kiện những cái nhân lành để mình đến những cái ốc đảo, mình nghỉ ngơi một chút để mình lấy sức, và sau đó mình sẽ tiếp tục mình dấn thân trên cái con đường thiên lý để đi đến cái kinh đô là Bát Thánh Đạo. Đó thì chúng ta sẽ nỗ lực để mà đi, chứ chúng ta đừng có nhiễm đắm dễ vui với trần cảnh bên ngoài. Thôi bây giờ ghé vô đây có cái bóng mát nghỉ ngơi rồi, có nước uống mát mẻ rồi, mình bằng lòng với cái đó thì sao? Mình chỉ ở đó thôi, mình dính mắt chỗ nào thì mình cứ ở đó, mình không có thoát khỏi và mình không có tiến xa được trên cái bước đường tu tập của mình. Do đó mà chúng ta biết, chúng ta nguyện những cái phước báo này đó để làm nhân, làm duyên, đưa đến giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn cái chuyện mà mình làm điều lành, điều thiện, đến được những cảnh giới an vui, nó là những cái trạm dừng chân nghỉ ngơi, chứ chưa phải là cái mục đích cao tột cuối cùng. Để từ đó mà chúng ta có sự hiểu biết để nỗ lực tu tập để đi đến kinh đô của các bậc thánh nhân, đi đến Bát Thánh Đạo. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của Nguyên Tịnh và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con thành kính tri ân ngài rất là nhiều đã giảng dạy cho con những câu hỏi hôm nay, giúp cho con và những bạn bè của con được hiểu sâu hơn nữa. Dạ giờ đây con kính mời đạo tràng và kính mời Xích Nhật Quỳnh ạ. Kính mời Xích Kim Nhung. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ đạo tràng có nghe lại âm thanh của Nhật Bình không? Dạ cảm ơn Kim Dung, cảm ơn Nguyên Tịnh, cảm ơn Thiện Vũ. Hôm nay đường truyền của Nhật Bình nó không có ổn, cái tới cái lui hoài. Dạ cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà, cảm ơn Tina. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và Nhật Bình kính chào đạo tràng.
tràng như quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh cô tu nữ tệ duyên. Cảm ơn quỳnh giang nhật hà sitena thiện vũ nguyên tịnh kim nhục cho như quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, mà bữa nay nguyên tịnh mở hàng những câu hỏi rất là hay, rất là thực tế trong cuộc sống. Cảm ơn nguyên tịnh rất là nhiều. Dạ, con thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa pháp thanh dùng tạm tích nước ở tỉnh thất thiện hữu nghỉ ngơi trong một phút. Chờ cơ có ô bánh chào sư khá anh đức khá dự vào đạo tràng. Cái có vị nào có được câu hỏi lên hoặc đưa bàn tay lên thì con xin nhường mic để con cầm mic chút xíu để cho ngài nghỉ ngơi chút ạ. Dạ. Nhân Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Kim Nhung bữa nay chủ sĩ đó, Kim Nhung có thể tiếp tục hỏi không? Bữa nay là nhờ Kim Nhung làm chủ sĩ nha quý vị, nên rất là hoan hỷ. Dạ, con chưa thấy tín hiệu của ai. Dạ, nếu mà ngài dùng nước, mời Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ, chị ơi, em không dám làm chủ sĩ đâu thưa chị. Dạ, đây là trách nhiệm mình làm thôi chị, em không dám làm chủ sĩ ạ. Dạ, con thưa sư, qua cái bài giảng của sư rồi qua cái phần mà sư trả lời câu hỏi cho Sích Nguyên Tịnh thì con cũng phản tỉnh lại mình và con cũng hiểu là con đang ở đâu và con sẽ về đâu. Mặc dù thì mình cũng có học hỏi nhưng mà cái trí mình nó còn kém quá, thành ra là mình cũng chưa có làm được cái gì hết theo lời Phật dạy. Trong cuộc sống thì con còn thích và không thích rất là nhiều, con bị xoay vần trong cái sáu cảnh sáu trần. Dạ, con biết mình là như vậy. Con cũng rất là kinh sợ, nhưng mà lực mình còn yếu thì thôi, thì mình cứ từ từ gieo duyên. Dạ, con hiểu điều đó. Nhưng mà con có cái câu hỏi, con kính thỉnh sư giải thích dùng con. Con cũng thắc mắc cái này cũng lâu lâu rồi, nhưng mà con cũng chưa giải thích, con cũng chưa hiểu được ạ. Dạ, khi mà mình vào nhà hàng đó thưa sư, thì cùng một lúc mình bắt được sáu cảnh, sách, thinh, khí, vị, xúc, mình đều bắt được hết. Thì từ cái sáu cảnh này qua sáu căn, mình sáu thức, sáu thúc, sáu xúc, sáu thọ, mình biết được hết. Vì cùng một lúc không trước không sau, mình vừa nghe mùi, vừa nhìn thấy cảnh sắc, vừa nghe tiếng, rồi mình vừa suy nghĩ thích không thích. Thì trong lúc đó mình làm sao mình để thấy là trong cái thấy chỉ có là cái cảnh sắc, và trong cái nghe để chỉ có cảnh thinh. Vì một lộ trình tâm thì nó rất rất là nhiều sát na, nó đi qua như vậy, để cho một cái thức thì rất là nhiều lộ trình tâm. Rồi mình thấy nó cùng một lúc nhiều cái, mặc dù mình cũng biết nó có trước có sau, nhưng mà thực ra là đối với những người phàm phu thì trong một lúc mình bắt được sáu cảnh thì con cũng không biết giải thích cái chỗ này như thế nào. Như vậy là mình vừa nghe, vừa thấy, vừa ngửi, rồi vừa nếm, rồi vừa có suy nghĩ, thì như vậy là mình rất là phóng dật phải không thưa sư? Tại vì cùng một thời điểm người phàm phu nhận được sáu cái thức này, sáu cái thọ này. Con chưa giải thích được chỗ này á thưa sư. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Thầm Mày á, Nam mô Sang Gà Giá. Thì thường thường đó, chúng ta sống, chúng ta chạy theo trần cảnh bên ngoài, chúng ta ít có khi nào mà phản tỉnh, quay lại, sống với chính mình. Chúng ta quan sát cái sanh diệt của danh và sắc. Chính vì chúng ta không có kiểm soát đó, cho nên mình mới mê lầm. Thành nói là
một lúc mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm gì đó cùng một lúc với sự thật ra đó, là nếu mà chia sẻ phân tích thì nó từng cái, nhưng mà vì cái tốc độ sanh diệt của tâm nó quá nhanh đi, tại sao mình cũng không có cái trí tuệ nhạy bén để mà mình theo kịp nó, cho nên mình mê lầm, mình nói là nó sanh cùng lúc chứ không có. Nếu mà mình đi vào cái sự tu tập đó, để cái chánh niệm và cái trí tuệ của mình đó, theo kịp cái tốc độ mà sanh diệt của các căn các cảnh đó, mình sẽ thấy là mình sẽ kiểm soát được, mình biết nó sanh nó diệt. Thì cái trường hợp mà quý vị thấy rằng có những cái loài chim á, mà nó thường thường nó đến cái mùa đó nó di trú, nó đổi, nó đi đến những cái, ví dụ như cái nó ở cái trú xứ cái quốc chỗ đó đó, nhưng mà bây giờ cái đó nó sẽ qua cái mùa lạnh. Thì những cái loài chim này nó di trú, nó bay đi về cái vùng khác, có nắng ấm mà này kia đó, thấy không? Quý vị thấy rằng những cái con chim này nó bay cái tốc độ của nó rất là nhanh, nhưng mà nếu mà cái lúc đó có một cái chiếc máy bay nó bay cùng với cái tốc độ với những con chim này đó, quý vị thấy rằng những cái người phi công, những cái người mà ở trên chiếc máy bay có thể quan sát những cái con chim mà nó đang bay bên ngoài. Thì đó là một cái trường hợp để chúng ta thấy rằng do mình thiếu sự tu tập, cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó yếu, cho nên là những cái đàn chim nó bay vụt qua, mình thấy như mà là nó bay cùng một lượt chứ không phải. Khi mà chúng ta học Di Diệu Pháp là muốn thấy ra cái sát ma này nó xâm diệt rồi, cái sát ma kế tiếp nó mới sanh. Trong mỗi sát ma chỉ có một cái tâm nó làm việc thôi, nhãn thức sanh diệt thì mới tới nhĩ thức sanh diệt mới tới tỷ thức. Nó cứ như vậy, nhưng mà tại vì mình không có kiểm soát, thành ra mình thấy nó qua một cái mình tưởng là cùng một lúc mà sáu cái thức nó xâm khởi, không có, nó từng cái đó, nó có trước có sau, nó xâm diệt, nhưng mà vì cái tốc độ nó quá nhanh cho nên là chúng ta tưởng là cùng lúc chứ không phải đó. Ra khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có sự kiểm soát, chúng ta quay lại trong nội tâm của mình, để cái trí tuệ và cái chánh niệm mình á, nó đủ mạnh để mà nó kiểm soát được cái sự sanh diệt, thì lúc đó mình mới thấy được cái cảnh đằng nó sanh nó diệt, cái thức mình của nó cũng sanh nó diệt, rồi cái sắc nó sanh diệt, cái danh nó cũng sanh diệt, đó nó cứ như vậy đó. Còn tại vì cái tốc độ cái sanh diệt của tâm nó quá nhanh, cái diễn biến nó xảy ra quá nhanh, mà mình thì mình không kiểm soát được, thành ra đó mình chỉ cần sao, mình đứng ngay cái ngã tư, đứng ngay ngã tư rồi mình quan sát thì mình sẽ thấy từng chiếc xe nó chạy qua,
À, còn hồi lúc trước tại vì mình chạy theo chiếc xe thì mình không thấy được gì hết. Đó, cho nên á, cho nên là chúng ta phải phải hiểu như vậy. À, bây giờ mình đừng có chạy theo nó. Mình cứ đứng yên và mình quan sát, mình sẽ thấy à, cái chiếc xe này nó chạy qua rồi cái chiếc xe kia nó tới, kế tiếp. À, để mình thấy được cái gì? Cái vô thường, cái sắc sanh diệt, rồi cái danh nó sanh diệt. À, cái tâm chánh niệm quan sát cái sắc cái danh này nó cũng sanh diệt. À, tất cả đều sanh diệt, không ngừng. À, thì mình sẽ thấy được. À, bây giờ á, một người vừa coi sách ha, vừa ăn, vừa xem truyền hình nữa. À, thì họ nghĩ là một lúc mình làm mấy công việc, vừa ăn vừa coi sách vừa coi truyền hình nữa, 3-4 chuyện, mà sự thật cũng vậy. À, cái tâm nó, lúc đó cái cảnh nào nó mạnh nhất? À, lúc đó thí dụ như là cái nhai nếm mình nó mạnh hơn. Rồi sau cái nhai nếm đó rồi đó, mình mới chú tâm vào cái cuốn sách. Rồi lúc đó cái cảnh ở trong cái tivi ấy, cái truyền hình á, nó mạnh hơn nữa, thì mình lúc đó mình chú vô đó. Thành ra đó, nó từng cái nó xâm diệt. À, đó, chứ không phải cùng một lúc mà mình thấy 3 cái một lượt cũng có. À, thì mình phải hiểu vậy. Nhưng mà đó, mình muốn thấy được cái đó, mình phải ráng cố gắng nỗ lực tu tập để cho cái chánh niệm, cái trí tuệ của mình đủ mạnh. À, cái tốc độ của mình đủ mạnh với cái đó thì mình mới thấy được. À, giống như chiếc máy bay, hay là bây giờ mình thấy hai chiếc xe, ví dụ cái đoàn đua đấy. À, cái đoàn đua thì những cái người mà họ chạy đua, họ chạy cái tốc độ rất là nhanh. À, mình đứng ở dưới mà nó chạy qua du luôn ha. Nhưng mà nếu mà mình ở trên một cái chiếc xe, cái tốc độ á, nó cũng vừa đủ với cái đoàn đua đó, thì mình sẽ chạy theo và mình quan sát, mình thấy à, trong một cái đoàn đông vậy chứ, có từng người, chứ không phải là nguyên một đống, phải không? Đó, thành ra đó, chúng ta muốn thấy được thì mình phải ráng nỗ lực tu tập, rồi cái trí tuệ và cái niệm của mình đủ mạnh, cái tốc độ của nó đủ để có thể khả năng quan sát, ghi nhận, thì chúng ta sẽ thấy rõ từng tâm nó sanh, nó diệt. À, xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ, con thấy Kim Nhung đã kính tri ân sư rồi. Mẹ cảm ơn Kim Nhung. Dạ, Nhật Bình chờ hoài không thấy Kim Nhung cầm mic nên Nhật Bình xin phép được cầm mic. Dạ, cảm ơn Thiện Vũng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của Kim Nhung cũng như của Nguyên Tịnh. Dạ, quý vị trong đạo tràng, còn vị nào có câu hỏi không? Có câu hỏi không, xin đưa bàn tay lên. Ồ, xà thủ Huỳnh Chính Tâm. Mời Huỳnh Chính Tâm nghe. Dạ, con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đánh lễ Sư Chi Đức. Con xin kính đánh lễ Sư Pháp Thanh. Và con xin kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa Sư. Con có một cái thắc mắc về cái lộ trình tâm nè. Xin sư giải thích giùm cho con. Khi con biết con học về lộ trình tâm á, thì khi mà một cái phẩy móng tay á, là 1.000 tỷ
lần sát na nó sinh và nó diệt. Thì ý con muốn hỏi sư á, thì cái gì, những gì mà mình nghĩ cái tâm thiện hay là tâm bất thiện, thì cái ngàn tỷ sát na đó khi mà nó khởi lên nó sanh và nó diệt. Ý con muốn hỏi á, vậy những cái thiện mình bất thiện nó sanh lên mà nó diệt lên, sanh lên mà nó diệt đi, thì nó sẽ đi về đâu, và nó có tụ tập những cái gì mà khi mình nó sanh lên và nó diệt và nó nhanh như vậy, và nó vậy cái giữa thiện và bất thiện nó cứ sanh lên và nó diệt. Ý con không hiểu là vậy lúc mà mình mất đi, mình xúc, mình cần tử nghiệp, thì cái lúc mà cái những cái sanh thiện nghiệp hay bất nghiệp đó, nó đâu mà nó khởi lên khi mà mỗi cái sát na, ngàn tỷ sát na nó sanh lên và nó diệt, thì nó tụ tập vào đâu mà khi mà mình mất đi á, mình bắt cái cảnh những cái sát na đó đó và sanh và diệt nó tái khởi trong tâm mình. Con xin sư có thể giải thích đó cho con không, thưa sư? Dạ con xin cảm ơn sư ạ. Con xin xuống mic nhưng mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì trong đời sống đó, cái tốc độ mà sanh diệt cũng trong một cái lộ trình tâm nó rất là nhanh. Mà chỉ có với cái trí tuệ, cái Phật trí của Đức Phật chánh đẳng chánh giác này thì ngài mới thấy được cái này thôi. Còn mà các bậc thánh nhân A La Hán có những gì cũng không thể mà thấy được. Cho nên đó là chúng ta qua kinh điển nói lại, qua sự giảng dạy của Đức Phật, của chư thánh tăng phân tích ở trong nhiều pháp, để rồi mình tìm hiểu, để mình có thể mình biết được nè. Chứ còn khả năng của mình thì chưa có thấy được đâu. Nhưng mà qua cái phát triển của khoa học kỹ thuật bây giờ đó, để mình có thể thấy cái điều đó. Thì quý vị thấy rằng bây giờ đó có những cái siêu máy tính, siêu máy tính mà mạnh nhất bây giờ đó, là trong vòng một giây đó, nó có thể tính hàng tỷ cái phép tính. Thấy không? Quý vị thấy rằng cái máy siêu phép tính này á, là gì? Do cái trí tuệ của con người mà chế tạo ra. Đó. Thành ra mình thấy rằng cái tốc độ sanh diệt của cái tâm mình á, nó còn nhanh hơn cái siêu máy tính này nữa. Đó. Thì cái gì nó cũng vậy. Dù là thiện hay là bất thiện gì đó, cái tốc độ sanh diệt nó cũng rất là nhanh. Mà cái thiện và bất thiện ở trong thế gian này đó, là nó là gì? Là hai cái biên kiến. Nếu mà bây giờ cái quả lắc của đồng hồ đó, nó mà đánh qua bên này thì sao? Nó sẽ trả qua bên kia. Nó đánh qua bên trái thì nó sẽ trả về bên phải, qua bên phải rồi nó sẽ đánh trở về bên trái. Đó, nếu mà mình chưa có cái sự chánh niệm tỉnh giác để kiểm soát nó thì nó cứ chạy qua chạy lại hoài. Đó, cho nên nó là cái con đường trung đạo của Đức Phật là sao? Mình phải có chánh niệm tỉnh giác, mình đi theo cái con đường giữa để mình thoát ra. Còn nếu mà mình còn trong cái nhị nguyên, đúng sai, thiện bất thiện,
rồi cái nọ đó, thì mình sẽ còn chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại hoài. Cho nên á, đối với Đức Phật và các bậc A-la-hán thì các ngài đi trên cái con đường giữa, không còn thiện mà cũng không còn bất thiện. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta nhận định á, đúng sai á, là ngay trong cái hiện tại này, nhưng mà chúng ta không có nhìn về cái nhân quả. Tại sao chúng sanh này họ sống đạo đức, làm những cái điều tốt đẹp mà họ lại bị khổ đau, còn một chúng sanh này á, làm cái điều phi đạo đức nhưng mà nó đã được hạnh phúc? Tại vì mình chỉ nhận định trên cái khía cạnh cái đời sống hiện tại này mà mình không thấy được cái nhân quả của quá khứ. Cho nên đó là mình nhận định, mình nói là cái người mà sống đạo đức mà đã chịu khổ đau là không đúng. Cái người mà sống phi đạo đức nhưng mà được an vui là sai. Thấy không? Thành ra đó, khi mà các bậc thánh nhân người ta thấy có những trường hợp ngay đời sống hiện tại này thì nó thấy nó không có hợp, nhưng mà suy từ quá khứ thì nó là đúng. Cái trường hợp cái cậu thanh niên này suốt đêm thọ bát quan trai giới, nghe pháp suốt đêm nữa, mà sáng ra tự nhiên bị người ta vu khống là tên trộm, súng nhào đánh chết. Cái hiện tại này mình thấy nó không hợp đó. Tại sao một cái người mà sống đạo đức tốt đẹp vậy mà bị cái quả khổ, là bị đánh đập cho tới chết? Nhưng mà xét về cái nhân quá khứ, cái quả trong hiện tại nè, cái nhân quá khứ, anh này là ông quan cũng vì tham của rồi tham cái sắc đẹp đã phao du cho cái anh chàng thanh niên, rồi giết người ta để đoạt tài sản, đoạt vợ con. Thấy không? Đó, cho nên á là với các ngài đã đi cái con đường trung đạo ở giữa, không còn chạy theo đúng sai nữa. Ra các ngài không còn chấp trước. Đó, anh ra đó, mình phải học, mình tìm hiểu cái gì, cái nhân quả, cái người này họ làm thiện ở đời này á, là cái nhân họ mới gieo còn họ khổ đau là do cái quả. Cái người này á, họ ăn cơm bữa nay họ nấu đó, là cái lúa này họ đã trồng một năm trước rồi. Cái lúa đó họ mới xay ra làm gạo và ăn hiện tại. Còn cái giống mà họ mới gieo ngoài ruộng á, nó chưa cho quả. Thành ra phàm nhân mình cứ bị cái vấn đề mà đúng sai. Rồi nhiều khi mình còn cái hoài nghi, rồi mình thấy là có những cái nó không hợp lý, thấy không? Cho nên chúng ta hiểu biết như vậy, khi mà chúng ta phải có cái nhìn, có những lúc từ quả mình truy ngược để tìm nhân, rồi tìm nhân mình sẽ thấy được cái quả, thì như vậy á mình mới thoát ra được cái nhị nguyên. Nếu còn không á thì mình cứ dính mắc vô cái đó, rồi mình đâm ra mình hoài nghi, ngờ vực thế này thế khác, cái niềm tin của mình
nó bị lung lay. À, mà khi mà mình cái niềm tin mà mình lung lay là thì cái sự cố gắng nỗ lực học pháp hành pháp nó là một cái chướng ngại trên cái bước đường tu học của mình. Thì xin giải thích cái thắc mắc của chánh tâm và chúc chú nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con cũng có một cái câu thắc mắc nữa, mong sư giải đáp cho con. Tại vì cái giữa mà lộ trình tâm khi mà có tâm chủ và tâm khách, nhưng mình tu tập thì lúc nào mình cũng đừng có để cái tâm mình rơi vào cái tâm chủ là cái tâm hữu phần, mà cái tâm khách là cái tâm khách nó, tâm khách là mình bắt những cái sắc thanh hương vị hay là những mắt mình, cái tâm khách là nó tác động từ ngoài hay là có thể từ trong ý của mình. Ý con muốn hỏi sư, tại sao mình phải cái những cái tâm khách đó là mình tạo ra, mình quyết định là mình tạo ra toàn là những nghiệp bất thiện, thiện thì ít, mà tại sao mình lúc nào cũng phải không để cho nó rơi vào trạng thái tâm hữu phần. Lý do là giống như là mình ngủ là mình rơi vào cái trạng thái hữu phần, thì cái tâm khách mình lúc nào mình cũng để ý và chánh niệm để thấy cái tâm của mình mà nó nhanh như vậy. Thì ý con muốn hỏi sư là lý do gì mà mình không lúc nào cũng, tại vì tâm hữu phần dù lúc mà nói chuyện nó cũng nhanh, nó cũng có thể vào lọt những cái khi mà mình không làm bất cứ gì, nó cũng thể lọt vào trong cái dòng tâm hữu phần, nhưng mà nó không có làm gì hết. Nhưng mà cái tâm khách là cái tâm tạo ra nhiều nghiệp, lý do như thế nào mà tại sao mình không để cho cái tâm mình đừng có lọt vào cái tâm hữu phần? Xin sư giải thích cho con ạ. Con cảm ơn sư ạ. Thì trong cái diệu pháp á, thì gọi là tâm vương và tâm sở, hay là tâm và sở hữu tâm. Thì cái tâm vương á, hay là cái tâm chủ á, thật sự ra đó, cái tâm á là nó giống như là nước trong, nhưng mà cái sở hữu tâm á, nó sẽ nhuốm màu. Nếu mà với cái tâm bất thiện á, thì giống như là những cái màu mà hay là nước đục, chúng ta không thể nhận thấy những cái vật ở trong cái nước đó ha. Cho nên là cái tâm mà hổ đó thì nó nằm ở giữa, nó không thiện không bất thiện. Thành ra đối với các bậc thánh A La Hán gọi là tâm di tác, thì lúc đó các ngài làm nhưng mà không có cho quả. Tại vì tất cả những cái phiền não, những cái nhân đưa đến tái sanh là đã diệt trừ hết rồi. Còn phàm nhân mình thì chưa có đạt đến cái chỗ đó. Cho nên mình cứ bị đánh qua đánh lại giữa cái thiện và bất thiện. Bởi sao? Bởi vì lúc đó cái chánh niệm tỉnh giác của mình
nó chưa đủ sức, cho nên nó có lúc thì nó bị lôi cuốn qua bất thiện, có đôi lúc phải bị ở chạy theo cái thiện. À, tại vì mình chưa có đủ sức. Thành ra đó, trong cái câu Pháp Cú Kinh đó, Đức Phật mới nói rằng ví như tảng đá kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển xoay. Tức là cái tâm của các cái bậc thánh nhân A-la-hán đó, nó giống như là cái ngọn núi, giống như là cái tảng đá lớn à. À, gió phong ba bão táp thì nó cũng không có làm lay động được ha. Còn mình á là nó cứ bị tác động của cái trần cảnh bên ngoài. À, thành ra đó mình á, mình cứ chạy theo thích không thích, thương ghét, thế này thế khác, cho nên cái tâm mình nó bị chao động. Thành ra đó chúng ta phải có sự cố gắng nỗ lực tu tập để lần lần sao mình có cái mãnh lực đủ mạnh để mình vượt thoát ra cái tác động của trần cảnh bên ngoài. Tại vì á mình thích, nhưng mà nó đâu phải nó sẽ được bền lâu, mà nó sẽ sanh rồi nó diệt, đó, nó đến rồi nó đi. Do duyên, điều kiện đầy đủ hiện khởi, rồi cũng do duyên, do điều kiện nó diệt mất. Khi mà chúng ta hiểu biết vậy, chúng ta giữ cái tâm trung đạo thì sao? Nó đến thì mình chỉ biết là nó đến, mình không có bám níu chấp thủ với nó, mà khi mà nó diệt mất thì mình cũng không có tầm cầu chạy theo tìm kiếm. Thì tất cả đấy, các pháp hữu vi nó là như thế. Nó sanh rồi diệt, nó sanh rồi diệt. Dù là danh, dù là sắc gì, nó cũng nằm trong cái quy luật đó. Luôn luôn thay đổi. Vì nó luôn luôn thay đổi mà mình không muốn nó thay đổi cho mình khổ, và mình không có thể nào mà điều khiển cái sự sanh diệt của nó được. Mình hiểu biết như vậy thì mình giữ cái tâm đi trên cái con đường trung đạo, thì mình sẽ thoát khỏi những cái khổ đau. Mà muốn thì mình phải tu tập rất là nhiều để đạt đến cái trạng thái lậu tận, tứ đạo tứ quả, thì mình sẽ vượt thoát ra. Còn nếu mà còn phàm nhân thì mình sẽ bị tác động bởi đúng sai, thiện bất thiện, thì nó còn đánh qua đánh lại. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của chánh tâm. Chúc chú nhiều sức khỏe, nó mua thầy á. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy câu hỏi của Huỳnh Chính Tâm. Huỳnh Chính Tâm còn chút máy không? Rồi, Huỳnh Chính Tâm rớt ra ngoài rồi. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Thấy rồi, Huỳnh Chính Tâm sa thú rồi. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính bạch Thượng Tọa Pháp Thanh, cho con hỏi giùm bạn con một câu. Này, con thấy cũng sắp hết giờ rồi, mà bạn con nhắn nãy giờ nên con xin phép được hỏi Sư, thí dụ một người
làm neo. Thì đương nhiên là ví dụ như con đi, con làm neo đi, thì có những cái màu con thích nhưng mà khách không thích, có những cái màu khách thích mà con không thích. Nhưng mà khi con sơn cái màu đó lên cái bàn tay như người ta mà con không thích cái màu đó thì con thấy là nó không có đẹp, nhưng mà người ta thấy đẹp. Mà bây giờ người ta thích cái màu đó, ta kêu mình sơn cái màu đó rồi, bây giờ mà người ta đưa lên, người ta hỏi mình đẹp không, thì mình không thể nói xấu được, mình phải nói đẹp. Thì như vậy mình có mắc tội nói dối không mà sư? Mà nếu mà mình còn cơm áo gạo tiền, còn gia đình, còn con cái, mà nếu bây giờ mình nói theo ý mình nó không đẹp thì làm sao mà mình còn làm được nghề nữa. Thì sư chỉ dạy dùm cái cách nào cho bạn con không phải tội nói dối mà cũng không có võ nghề. Dạ, cả con kính nhân mít đến sư, sư chỉ dạy dùm ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Bụt Thà giá. Nam thọ, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sanh Khai giá. Bởi vậy ta nói sao? Lời thật thì mất lòng. Mà trong đời sống có nhiều khi mình thật quá nó cũng khổ. Người ta nói sao? Thật thà, thẳng thắn, thường thua thiệt. Luồn lách lương lẹo lại lên lướt. Thành ra đó, có những lúc đó, mình cũng phải biết, chứ không phải lúc nào mình cũng thật thà, thẳng thắn, chân thật hết mà đấy. Nhưng mà phải biết mình nói, nhưng mà nó không có phạm vào nói dối. Thì nói sao? Thì cái màu này nó đúng ý của cô, đúng ý của chị thì nó đẹp vậy thôi. Tại vì người ta nhận thấy cái đó là nó đẹp, nhưng mà với mình thì mình thấy nó không đẹp, thì mình nói nếu mà đúng cái ý của chị thì cái màu nó đẹp, phải không? Đúng không? Mình không có phạm nói dối đó. Rồi bây giờ người ta bỏ tiền ra cả mấy trăm triệu, người ta xây cái ngôi nhà, ta mời mình lại ăn tân gia ha, ta bỏ mấy trăm triệu, tỷ rồi, ta xây nhà, ta trang hoàng rồi, ghê rồi, ta bỏ tiền ra, ta tổ chức bữa tiệc, ta mời mình lại ăn tân gia, ta hỏi sao, anh, ha, chị thấy cái ngôi nhà đẹp không? Mặc dù cái ngôi nhà này ra nó không theo ý mình, theo cái ý mình đó thì mình thấy là xấu, nhưng mà người ta bỏ tiền ra, người ta làm theo ý người ta chứ đâu phải người ta làm theo ý mình đó. Không? Thì mình nói sao? Anh làm đúng theo cái ý anh vậy thì nó đẹp rồi. Không? Thành ra ở đời á, ta nói gì? Hạnh phúc là mình làm những cái công việc mà mình thích. Đó. Còn mà cái công việc mà mình phải làm dưới sự sai khiến của người khác là nó không phải là hạnh phúc. Mặc dù cái công việc cực nhọc đó, nhưng mà mình làm theo cái ý mình thì mình vui, mình thấy là hạnh phúc. Còn mà cái công việc dù cho nó nhẹ nhàng, không có tốn sức đồ gì nhiều, nhưng mà mình bị người khác, người ta sai xử, người ta bắt buộc mình phải làm công việc đó thì nó sẽ là đau khổ. Chứ không phải là
công việc nặng nhọc, đổ mồ hôi sức lực nhiều mà khổ, mà không phải mà công việc mà nhẹ nhàng rảnh rỗi mà sung sướng. Vì thế à, cái người thợ, cái anh thợ mà trẻ đá, cái anh thợ mà thợ hồ phải quần quật, phải trộn, phải xây, phải tô rồi kia nọ đó, nhưng mà người ta làm, ta với cái mong muốn của ta làm cái công việc mà ta thích, nghe không? Thì sao? Thì ta hạnh phúc. Còn cái người tù nhân á, bị tối ngày nhốt ở trong cái tù đó, đâu có nặng nhọc gì đâu, nghe không? Nhưng mà họ đau khổ, nghe không? Thành ra đó, cái đẹp, cái xấu thì do cái nhận định, cái thích của mỗi cá nhân. À, cho nên á, mình trả lời đơn giản, à thì cái màu này nó đúng theo cái ý thích của chị thì cái màu đó nó đẹp, vậy thôi, chứ không phải đúng theo cái ý của tôi. À, vậy đó, thì mình trả lời câu đó, vậy thì nó không có phạm gì hết, mà để cho cái người ta hài lòng, không? Đó, cho nên à, có những lúc mình cũng phải khéo à, để mà vì chén cơm manh áo à, mình cũng giữ được cái đời sống của mình, nhưng mà mình không có phạm giới. À, mình dễ giữ được cái tình cảm mà mình không có phạm giới. À, người ta bỏ tiền ra có mấy tỷ ta mua chiếc xe, ta mời để ăn bữa tiệc, ta hỏi ơi anh thấy chiếc xe tôi mua nó đẹp không, mà mình nói ui mua chiếc xe gì cái mạo xấu quá, là rồi mai mốt là mình đừng có hòng làm ăn với người ta ha, mình có được người ta mời tới thôi, phải không? Em nói à trời ơi, anh mua cái xe này cái kiểu này à, mới ra cái màu sơn này mà nó hợp với ý anh là vậy là đẹp rồi, phải không? Đó là ta vui vẻ à, mai mốt mình cần nhờ giả mình muốn làm ăn với ta gì á, nó cũng là tốt đẹp vậy thôi. Đó thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nó ngủ thai á. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính tri ân lời giải thích của Thượng tọa Pháp Thanh, và bạn con cũng gửi lời tri ân sư rất là nhiều. Dạ, sư giải thích con nghe con rất là hoan hỷ. Mình không có phạm tội nói dối, mà mình cũng không có không thể mình không gì miếng cơm manh áo, thì con thấy cái câu giải thích của sư rất là hay. Con nhớ lại có một lần nghe sư giải thích mà con phải ngầu cười một mình. Có một lần có một người đó đi đến nhà xách cái giỏ tới mấy ngàn đô, lại nói với con: cô dòm coi con mua giỏ này 2,000+ nè cô thấy đẹp không cô? Chứ con thiệt tình là trong lòng con không có thấy đẹp, mặc dù nó rất là nhiều tiền con không có thấy đẹp. Nhưng mà con không lẽ người ta háo ha hào hứng, người ta nói ta mua cái giỏ mấy ngàn đô, con mua cái giỏ mấy ngàn đô mà trong cái giỏ con, trong cái bóp con không có được 20 đồng bạc đó cô ơi. Cái con mới nói gì, con nói ồ nếu mà con thấy đẹp là đẹp rồi, tại cô già cô lẳng cẳng đó, chứ cô đâu có tiền mua cái giỏ mấy ngàn đô đâu, nên cô không biết cái đẹp của nó. Giờ con nghe sư giải thích về cái bàn tay hoặc là cái nhà, con tự nghĩ con mắc cười. Dạ, Nam Mô Bức Thà. Dạ, dạ con thấy đã giờ rồi. Dạ, bữa nay
Trinh Nhung có sám hối và thỉnh sư chúc phúc được không? Hay là Nhật Quỳnh làm? Alo, Trinh Nhung cho một tín hiệu rồi, mời Trinh Nhung nghe. Dạ, buổi học pháp hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Dạ, con kính thỉnh sư, không biết ngài Trí Đức có còn ở trên room không? Dạ, con kính thỉnh sư Trí Đức ạ, xin sư cho con tín hiệu ạ. Dạ, sư Trí Đức đã không còn ở trong room. Con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Alo, chú xin phép Kim Nhung nha. Kim Nhung ơi, Kim Nhung đã nhìn theo Nhật Quỳnh lần này nha. Qua tuần sau, Kim Nhung như vậy mà làm nha. Chứ việc thượng tọa Pháp Thanh giảng bài thì mình thỉnh thượng tọa Pháp Thanh chúc phúc. Mà trước khi mình thỉnh thượng tọa Pháp Thanh chúc phúc thì mình phải sám hối. Nha, bây giờ Nhật Quỳnh đã cầm mic Nhật Quỳnh làm một lần nha. Kim Nhung để ý ha. Rồi bắt đầu tuần sau Kim Nhung tiếp tục như vậy. Dạ, chứ giờ thỉnh ngài là ngài không có chúc phúc đâu, tại vì tôn trọng giảng sư. Dạ, Nam Mô Bích Thà giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Ua ta mang ghê na quản đê hăng ba đập hẳn sung bà ruột ta mang bước tại vô thà lì tổ đâu sâu buộc thâu khả mặt tu tăng mà mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xác tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng thẩm manh cho Đức Quý Thần và răng thẩm mê vô khá li tô đô sâu thẩm mô khám mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xác tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa vị thô ta mang sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô khả mặt tu tăng mà mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xác tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Hà Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Và xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức có thể ngăn ngang. Thật kính chúc tất cả quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Kawatu sapa mangalang rakhanjo sapa dewata sapa bhuta nuvave nasada so thi pavantu te. Kawatu sapa mangalang rakhanjo sapa dewata sapa thamma nuvave nasada so thi pavantu te. Kawatu sapa mangalang rakhanjo sapa dewata sapa sangha nuvave nasada so thi pavantu te. Tất cả phước báo hạnh có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá.
thu sa thu lành thai và đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ về kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha quan tu bơ chi ta so thình kha rơn tê kha vi ha ra man đê thệ ra cha mặt cha na qua ca cha phật kha vô sa ra mi ca đa na bát tê u ba sắc ca ya ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sa ba na pu ta su khi ta pha quan tu tê cha na vu cha ye ri cha an da sam pha qua san se da cha ta a tha vô va ba ti ca nêu ya ni căng thẩm ma qua răng ba tích cha tê sa bê bi du kha sa rơn tu tha tu chi răng sa tăng thẩm mơ thẩm ma tha ra cha phục ga la sang go ho tu sa mắc go wa a tha ya cha hi ta ya cha am he ra ca tu sa thẩm mơ sa bê vi thẩm ma cha ri nơ vuột thinh sam ba vu nai ya ma thẩm ma ri dập ma quê đi tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tình.